Ôi! 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 Tới giờ rồi, tới giờ rồi, Đúp ơi, Đúp ơi, dậy, 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 nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, đến giờ, đến giờ, đến giờ, đến giờ, chuẩn bị, chuẩn bị. Một, vũ điệu, vũ điệu gặt lúa, hôm nay Đúp biết hôm nay là ngày gì không Đúp? Hôm nay là ngày gì vậy? Ôi dù dù anh mà cái gì tục mấy anh da đen đi bưng một người. Gì? Trời cái tiếng anh tức là ghê quá. Phải, hôm nay á là anh vừa đọc được một cái comment ở dưới cái phần bình luận của video. Trời ơi, cái anh tức là ghê quá. Đó chính là biết cái gì không? À quên, chưa từ 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 trước khi đọc bình luận á. Ok, hey, mình là alo từ từ. Hello anh nha, mình là Nick channel thấy nó đi. Thì trước khi video này bắt đầu các bạn đừng quên lại cái nút của nút like, đừng quên đăng ký nút. Chị sẻ đó nha. Và đừng quên là qua channel của tất cả mọi người trong Obet team đăng ký tất cả mọi người nữa. Thì đừng quên là nhớ là những cái bạn nào á đang xem video của Nick mà chưa đăng ký Nick thì đừng quên để lại cho Nick một nút đăng ký. Đó, đăng ký xong rồi sẽ được quẩy như như anh MK anh tôi gà là quẩy. Ui ui quẩy không quẩy không giả vô cái mặt nè. Quên quẩy. Quẹo 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 chúng tôi nè, giải quẹo quẹo mà cái quẹo giải vô cái mặt. Ok, quay lại vấn đề đọc được một comment ở phần bình luận của video. Ủa, bình luận gì á? Đó chính là anh đọc được á. Đúp ơi, hãy thử thách sinh tồn ở thế giới anh da đen TikTok 5 giây dâng lên một lần đi. No God, please no, no. Ôi, nghe gì mà rối vậy? Nghe rối thật sự. Dài vừa rối vừa lắm tà lên. Nhưng trời mà không sao hết. Tất cả đã được chuẩn bị. Trời ơi. Cái gì đây? Cái hộp kích hoạt. Trời ơi. Mặc lấy blog vô. Mặc rồi. Ôi chị đi thui đi. Cởi đầu dây. Ôi cởi đầu đây, cởi đầu đây, nhìn chưa? Có đi. Mà cá lộ cái đít kia, lộ cái mông kia. Em cũng lộ cái mông cắt cắn nữa. À, thêm nút cái lộ. Ôi nó lộ cái quần trong bên trong của nó rồi. Nhưng mà không sao. Thì á, cái này á là Đúp sẽ phải đặt cái hòm này ra để kích hoạt. Ui, nó lấy blog đi. Lấy à, lấy kìa, Đúp lấy rồi. Đúp lấy rồi nè. Lấy rồi, gà chưa lấy hay sao á? Ủa sao mà cái chùm cái hòm này mở mẫu da gì cho. Gỡ ra cho để lộn xộn luôn á. Ủa mà có cái. Nhưng mà từ từ. Từ từ khoan, anh MK đứng yên để em nói, anh Toga. Chết rồi. Anh Toga. Alo, anh MK. Ủa cái viên đạn này làm gì vậy? Ủa sao em có cái viên đạn gì mà không có cái súng gì vậy? Em biết là lý do tại sao em có viên đạn mà không có súng không? Mình có súng nè. Trời. Chạy đi. Anh lấy lộn của nó một cây. Trời ơi, thiệt thử luôn. Rồi, bây giờ nè. Ôi. Ôi, sao con giật cái gì? Bắn đâu? Bây giờ nè. Để bắt đầu thử thách này, Đúp phải đập cái này nè, đó. Ủa sao đập, sao đập đây? Còn quanh da đen, đập cái này không có được. Ôi. Đó. Tiếng gì không vậy? Ui, đúng tới giờ rồi mọi người. Nhảy thôi, nhảy thôi. Ôi, Ủa khoan anh MK, nếu mà anh da đen dâng lên á thì ủa anh da đen dâng lên thì nó sẽ là cái gì, nó một bí nữa. Ai biết được, ai mà biết bây được. Bây giờ phải đợi, bây giờ anh cũng đâu có biết đâu, bây giờ mình chỉ biết là anh da đen sẽ dâng lên thôi, nhưng mà còn dâng cái gì lên thì mình phải đợi. Bình giật chưa, không có giật mình vậy nha, qua đây là. Ôi, em cũng tò mò không biết anh da đen sẽ làm gì tụi mình hen. Không biết luôn. Anh da đen sẽ cho tụi mình vô hòm. Ha 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 ha!
Vô hồn. Ủa gì? Nghe đáng sợ quá hả? Nghe vô hồn đáng sợ quá hả? Anh tao gà làm gì? Thôi núp lấy xe đây được rồi. Xong rồi là mình sẽ xây một cái thành đi. Ôi ôi. Ai bắn đi? Mở cá bắn làm con mực. Làm con gì? Con mực. Ok, MK bắn sẽ làm con mực các bạn ơi. Mà bắn mạnh lắm MK. Ở đâu đây, nó bắn rồi, nó bắn rồi. Mà nó lót chậm ha, nó chạy lên chậm ha. Ôi, trời ơi, giật dữ vậy. Giật thiệt chừng. Chân. Ây, trời ơi, ai bắn gì? Ui, đâu, 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 thiệt sự, đâu, thiệt sự, đâu có bắn gì. Ui, trời ơi, đau lắm á. Cái gì đúng rồi, đau. Gà nó dưới rồi. À, không hiểu luôn. Em bị nhớ rồi. Ôi trời trời, ê anh chỉnh cái hết thần thông gì của anh mà chết hồi sinh tại chỗ đi. Rồi xong chết luôn. Thôi. Ôi anh MK lên trời luôn rồi. Ôi chết luôn rồi. Trời sao anh chết cho xuất hiện giữa không trung này. Chắc MK dùng phép thần thông rồi ngay chỗ đó. À chắc MK sử dụng phép thần thông đó. Nó dừng, nó tạm thời nó dừng ngay tại thời điểm mà ngưng động thời gian luôn á. Lần này mình xây thành gọi là chuyên nghiệp nha. Mình xây thành một cái thành chuyên nghiệp nha. À xây thành đó. Ok rồi. Ok. Đó nó sẽ xây một cái thành. Được luôn. Piu. Nấp có xây một cái thành chuyên nghiệp thì nấp cũng sẽ chết với anh da đen thôi. Ôi nghe sợ, nghe đáng sợ. Ôi giời, nấp rất là peo luôn rồi. Rồi xong kế luôn, anh tôi ra đi. Anh tôi gà bắn em luôn. Anh rớt luôn rồi. À đúng rồi. Hồi hôm bữa núp đập được một bình luận của cái fan là anh kêu ủa hồi sinh từ trên không trung á. anh ơi ra xem nè. Ai cứ thế quả báo đến sớm quá đi. Đặt bóng vô đi, đặt bóng vô đi. À đây, để núp đặt, để núp đặt. Đó, đặt vô là được rồi. Ơ, thấy chưa, đóng liền. Em đã giúp anh đó nha, không được đánh em nha. Đó, thì bữa trước á em thấy một bạn fan bình luận á là không được đánh nhau trước khi gọi là anh xuất hiện, hiểu chưa? Trời, mấy bạn fan ghét lắm nha. Trời, đánh nhau cho cố vô. MK muốn ngay đó nên MK bị tiểu hồi ngay đó. Nói gì? Đâu, anh múa hồi nào, anh có múa gì đâu. Múa gì? Nuôi nó. Tự nhiên bây robot giờ, tới giờ rồi. Bây giờ múa rồi, nhảy múa thôi nào. Múa gì đâu, em có thấy anh múa gì đâu trời. Ừ, nhìn nó múa đi. Rồi xong té anh luôn, anh MK chết rồi. Lấy lẹ đi, chạy đi lên bây giờ. Trời. Anh MK lấy lẹ đi, coi chừng anh da đen lên là chết cả đám luôn á. Trời ơi, không biết cái gì mà anh da đen lên lâu dữ vậy. Trời anh da đen. Trời nãy giờ mà trời, anh hết block luôn rồi. Trời, có khi là anh da đen đang chiên hòm cho anh TL á. Ui, anh da đen hôm nay không vô. Ồ, đúng rồi. Gì vậy? Chắc là đang đi chơi rồi. Ồ. Vậy hả? Ồ, đúng là giãn mãn. Sao mọi người chưa xây? Ủa, xây nó có cướp đi. Ồ. Thì anh đã sử dụng sức mạnh của một vị thần. Ừ. Ủa, vị thần gì hả? Anh da đen dẫn đến nồi thần ghi ve. Đâu? Anh da đen đâu? Anh đùa thôi. Trời lừa. Nó có biết vị thần ghi ve không? Không, không biết gì hết á. Trời ơi, nó dở. Vị thần ghi ve mà nó không biết. Ôi. Hình như anh da đen đang lên. Đâu? Không, mà cá biết, mà cá biết. Anh thấy kìa, anh thấy kìa. Ôi nhưng mà trắng à, không thấy gì đó, trắng quá à. Khó vậy. Ê, hay là bây giờ mình xuống gần nút quay xong rồi tí mình lên lại. Ôi nó hết block rồi, chị hết block rồi, nó hết block luôn rồi. Nó hết block thì nó đào xuống. Thôi cho nó đi. Anh đâu có block ẩu. Anh đâu gà, hát hát. Anh đâu gà chơi em ấy. Cầu xin vị thần ghi 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 ghi. Cứu em. Cứu gì hết, chết luôn rồi. Em xuống rồi nè. Em dùng xuống nước. Ôi. Cái gì vậy, anh. Ôi. Ta lăng ta lăng ta. Tao lại nấp xuống rồi. Ôi, năm chữ. Ôi, năm chữ vậy. Ôi. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi. Ôi. Ôi, chị bị cái ngòm ơi. Ôi, chị bị cái ngòm ơi. Ôi, chị bị gì nè. Ôi, đồ bánh bì. Đồ bánh bì kìa ngòm ơi. Nhạc lên rồi, nhạc lên rồi. Nhạc lên một chút. Nhạc lên, nhạc lên. Nhạc lên. Nhạc lên. Anh nghĩ là mình nên đào ra đi. Thôi, cứu. Đào được. Ôi, ôi, đào được. Ôi, anh đi. Ôi, anh đi. Ôi, anh đi. Ôi,
Ủa các bạn nhìn đây là anh da đen nè các bạn ơi. Anh da đen nè. Ủa mà đâu. Anh da đen quăng nguyên cái hộp luôn. Ủa đâu đâu, để đắp thử. Đào đào đào. Đâu đâu. Ở đây nè, đào 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 ra, đào ra, đào ra. Ôi da đen, cứu đập. Quăng nguyên cái hộp luôn. Ai da đen. Trời ơi. Trời ơi. Em biết rồi, em biết rồi. Núp núp đừng, núp đừng đứng lên cái block anh da đen. Núp mà đứng lên à. Da đen là núp, núp bị biến thành anh da đen luôn á. Ôi cứu anh núp đó, anh bị bứng hòm nặng quá, nặng quá. Nhảy lên, nhảy lên. Đi đi đi. Rồi, núp 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 đừng đứng lên block anh da đen nha. Núp mà đứng lên là núp bị biến thành anh da đen luôn á. Trời ơi, núp biến thành anh da đen. Trời ơi, anh da đen quăng nguyên cái hòm vô đầu anh luôn. Ai? Em ơi. Ơi. Anh anh da đen muốn anh MK vô hòm. Ôi. Cứu anh, cứu anh. Đang cứu nè, đang cứu nè. Mọi người ơi, cứu mình với. Ok. Ôi, Taylor bị chìm rồi, Taylor bị chìm sao rồi. Đang ở đâu tối lắm. Ôi, Taylor vô chuyện rồi, Taylor bị chìm rồi. Ôi, ôi anh Taylor ở dưới. Ôi nè, thử ơi, bây giờ mình đập cái block này ra này, nó sẽ chịu hồi mấy anh dây đen tối. Cầm cái hòm luôn. Bắn chết ra chơi. Anh dây đen. Anh dây đen. Anh dây đen. Anh dây đen nè. Ủa, anh dây đen lúng luôn rồi. Anh da đen nè, anh da đen, ôi, anh da đen, anh da đen, lên đây. Anh cho gà với lại núp, ôi, ôi, quăng cái, ôi, rớt xuống cái, biết anh da đen rồi. Công nhận anh đi chứ. Anh biết là anh da đen rồi, ôi, núp đúng rồi, ôi, núp đúng anh luôn rồi. Các bạn chơi núp nè, bây giờ anh da đen rồi nè, đó chứ không? Tèo, 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 Cứu nhá. Khiên hòm nè. Bắn vô cái hòm. Rồi các bạn ơi, mình công nhận á, cái mà block anh da đen người ta gì TikTok nổi tiếng. Ai ơi, dùng nó dùng nó không được luôn. Anh da đen, ôi núp biến mất rồi. Biến mất luôn rồi. Ôi Nấp định dùng xô nước để đặt hả? Không thể nào đâu. À nấp là bờ gò bờ bí bí bí. Gây chưa? Ôi mà nhìn cái block anh da đen này. Nhìn từ xa nhìn nó trắng, nhìn nó chói mắt ghê á. Nhưng mà xuống thì mà nhìn xuống rõ là đi xuống gần thì được. Đi xuống gần nhưng mà xuống là biến thành anh da đen khiên hòm luôn hả? Cây thiệt sự luôn. Rồi đi xuống đi. Ôi ôi. Anh tôi. Anh nè. Nó đi xuống là thành anh da đen. Rồi xong chết nữa. Anh tôi là anh ấy. Tấn công. Mình ca khiên hòm. Em đánh anh mà ca anh ơi. Anh đúng không? Tao xuống khiên hòm. Cứ xuống là khiên rồi. Để nó xuống vô, xuống vậy. Người mở group review cho mọi người cái hòm mình khiên ý đó sao nhỉ? Ok, để nó đi xuống. Ừ. Nè nè, tụi mình khiên chung một cái hòm luôn. Vô, khiên chung một cái hòm luôn. Mình đội mũ luôn nè, mình đeo kính. Ờ, y chang mấy anh da đen luôn. Vô. Đi chung này, đi chung này như là tụi mình đi khiên hòm á. Đi mà ca. Dạ, ta lăng gì đó. Ta gì tèo tèo đéo đéo tèo đéo tèo 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 đéo đéo tèo đéo đéo. Nhìn vậy thiệt trừ luôn các bạn kia nè. Thôi, bây giờ mình tập trung vào vấn đề chính đi. Đấu nhau. Đó. Tập trung vào vấn đề khiên hòm. Vừa khiên vừa quýnh. Ok được luôn, vừa khiên vừa quýnh các bạn ơi. Vô. Tèo, quýnh nè, quýnh. Trời, gì? Ghê chưa, anh tôi gà đâu rồi, đứng yên luôn. Anh, cho anh tôi gà chết luôn. Anh tôi gà, ui, quýnh anh tôi gà khóc. Núp. Anh tôi gà, Núp. Núp. Trời ơi, sao mọi người không cứu mình? Ôi, quên cứu ta lời hỏi. Anh ta là biến hình anh da đen luôn. Ui, anh da đen. Ta là muốn ngồi chỗ trong chỗ của mấy anh da đen đúng không? À, cũng được, hợp lý. À, ok, đánh nhau. Không ngồi đâu. Ôi, nghe tiếng anh ta là đâu ra mà không biết luôn các bạn ơi. Ôi, nói chung là anh sẽ là người giết hết núp với lại anh da đen luôn để chiến thắng. Đánh anh mà cà chết luôn. Mà cà đánh. Trời, sao bị chết quá vậy? Có chịu ấy. Ai ui.
Tại nó bỏ dừng cao quá. Nó sẽ hack game, nó sẽ đập hết mấy cái block mình ra cho nó bắn toàn luôn à. Leo. Leo bắn toàn luôn. Bắn ai ơi, bị mù ơi. Nó quấn á, mấy dây đen quấn bị mù luôn. Không có quăng cái hòm á, nó mua nó hỏi là muốn mình vô hòm không á. Vô hòm không em. Mày anh tôi gặp vô hòm không em. Ai ơi. Đâu? Vô hòm không em. Ui, anh chết rồi. Anh mà cá chết còn anh tôi gà thôi. Cá đã vô hòm rồi, còn hai tụi mình thôi mà cá đã vô hòm rồi. Quýnh nhau. Ui, sao quýnh không được vậy? Vô hòm mong em. Vô hòm không mà anh tôi gà. Vô hòm. Ui, chắc có cái hòm của anh mà cá nè. Đâu? Quýnh. Ai ơi. Ôi, anh thắng rồi, yeah. Không, hồi nãy anh đánh lén em, không biết, đánh lại, chơi lại nè. Đâu rồi, quýnh lại, không quýnh lại. Anh tôi gà cho anh vàng, anh tôi gà. Ủa sao quýnh anh tôi gà không được, no. Được, quýnh. Cái cối. Thắng rồi. Yeah. Nếp đại cười là người chiến thắng các bạn ơi. Tại hồi nãy cái pha mà anh tôi gà chém lúc chết á là tại vì á anh tôi gà hồi nãy là đánh lén mình các bạn ơi. Thì ok, nói chung thì video của nó đây và video của nó có đây và các bạn đừng quên là cho nó một nút like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Trời ơi, em không tay luôn. Ui, sợ quá, chạy. Thì ok, nói chung thì video của nó có đây. Ôi trời, vừa chết thì chạy luôn kìa. Ôi, thì ok, thì nói chung thì video của Nút Quý Đơ và các bạn đừng quên lại cho Nút một like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là nhớ bấm nút like nè, và đừng quên là nhớ qua OBTIN đăng ký cho tất cả mọi người như là ta là nè, anh tôi gà và anh mà gái nha. Và đừng quên là các bạn nào á xem video của Nút mà chưa đăng ký cho Nút thì đừng quên là nhớ để lại một nút đăng ký nha. Trời ơi, xem mà không đăng ký vậy tiếc sự. Thì ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye. Bye. Bây giờ tụi mình sẽ đi thiên hồng đi. Tèo tè đeo tèo tèo tè đeo tè đeo.